Chúng tôi xin mời anh chị em gặp một người khách cuối cùng của chúng ta, là xin mời ông lên đây. Trước mặt chúng ta là một người đàn ông, ông cho biết ông tên là gì? Tôi là Lưu Văn Tê. Lưu Văn Tê, ông bao nhiêu tuổi? Ông về 55 tuổi. 55 tuổi, ông ở đâu? Ở Buôn Chiết, huyện Lắc. Xã Buôn Chiết, huyện Lắc. Tỉnh Đắk Lắk. Ở Đắk Lắk, ông là người dân tộc hay người Kinh? Dạ, con người Kinh. Vâng, và ông bị bệnh này gọi là bệnh gì? Bị từ năm 20 tuổi. 20 tuổi lúc nó lên một cái ở má này, thế là lên bác sĩ mổ cho đẹp trai để về lấy vợ. Thế năm 23 tuổi con lấy vợ thì năm 24 tuổi sinh con là được 2 năm là đứa cháu cứ thấy lạ. Thế đi đưa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo là chưa thấy ai có bệnh như này để tôi nghiên cứu. Thế thì con lúc ấy nó cứ dần nó lên 1-2 cái, dần lên 1-2 cái. Thì đi khám bác sĩ cứ bảo là cứ về đi, chúng tôi chưa thấy ai có bệnh như này. Thế rồi con về nó cứ chống qua thời gian, nó không đau, không rút, cứ thấy chống qua. Thế 8 hôm sau thì con đẻ thêm một cháu trai nữa thì là cũng lại bị theo dòng máu bố luôn. Đấy, sáng ngày nó ngồi đây nó bị che hết 2/3 mặt ấy. Thế chờ lâu quá thì nó khó chịu, nó ra ngoài kia nó ngồi. Thế con thì con đi ngoại đạo nhưng mà con rất tin về Chúa. Và trước thì con hay đeo thấy giá. Thế lần đấy là con cách đây độ 7 năm là con bị đắm thuyền. Thì con đeo lên Chúa này đắm thuyền thì muốn những con ở đấy thôi. Thế mà bắt đầu trước khi chìm xuống con thấy với. Con chỉ kêu là con giơ cái thánh giá lên, con bảo là lạy Chúa và mẹ ma ai cứu con với. Thế thì là từ là con cứ chìm xuống lòng, con khóc một chút nước. Khóc cái nước lâu lắm. Thế là một tiếng, gần 2 tiếng thì có một người chăn vịt ở đâu họ mới về, họ mới thấy con nổi lật đờ, họ mới cầm tóc họ giật lên. Thế từ đó con về con nghĩ một là chắc là mình kêu Chúa để Chúa xui cái người chăn vịt về vớt mình. Chứ không ấy mà không kêu Chúa thì là Chúa không kêu thằng chăn vịt về vớt mình nữa thì là mình chết. Và thế từ đó là con mới tin về Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Ông có được 2 người con và 2 người con trai, đó nay bao nhiêu tuổi? Dạ, một đứa con gái năm nay 32 tuổi và thằng con trai là 26 tuổi. Và cả hai đứa mình hay chỉ đứa con trai? Cả hai chị em và bố là ba người. Thế thì con thì bốn người, nhà bốn người thì ba người bị bệnh như vậy. Thì con đi bệnh viện ung bướu này, bệnh Chợ Rẫy là mổ cho 2 cháu rồi, nhưng mà người ta cứ mổ tí một để ta nghiên cứu. Thế vừa rồi con lại đưa các cháu với con đi. Thì con bảo bây giờ là đến một chị ở Sài Gòn, chị nói là cứ chữa cho ba bố con ông này hết bao nhiêu tiền là chị đại thọ. Nhưng mà bệnh viện bảo là hết cách rồi. Bây giờ bệnh của ông thì chỉ có Chúa chữa được thôi, chứ chữa được bệnh viện là quá tay. Thế con mới về quyết định là đi đến Chúa. Đây là một lần con tin về Chúa này. Là mới vừa rồi là đứa cháu ngoại con ấy là đang đêm thì nó khóc thét lên, cái là nó ngất da, nó xanh môi, thâm môi tím hết lại. Thế là may hôm ấy là có đứa em gái con nó lấy chồng bên đạo, nó sẵn chơi. Thế là nói lần chàng hạt, tức là nói cầu Chúa, con nói nhắn tin cho cha Long. Thế là một lúc sau là cháu ngoại thấy nó tỉnh, nó khóc vậy. Nếu mà không mấy không gọi em gái con ở đấy nó cầu nguyện nó lần chàng hạt, nó điện cho cha Long cầu nguyện cho cháu thì là không có cháu ngoại con chết. Hai đứa con của ông là một đứa con trai, đứa con gái, nó có lập gia đình chưa? Dạ, con gái con là nó đi làm thuê, nó xin người ta để ngủ với mình đẻ một đứa con. Nhưng mà đứa con đấy năm nay nó 4 tuổi, đang đi học lớp mầm rồi. Nhưng con nghĩ là nó mang theo dòng máu của bố nó thì không có gì. Nếu mà theo dòng máu mẹ thì bị khổ hơn nó. Nhưng mà trước kia con của con là theo dòng máu, con là 2 năm là con đã đi rồi. Còn Tuấn này, dạ, Tuấn này cũng 2 năm là cũng thấy lạ. Thế con đi làm về con cứ mắng vợ con, bảo mày cho con bú một cây cũng sao mà lật hết má con bé rồi. Thế là cứ dần dần nó lên, là nó che
nó lấp mặt con bé hết 2/3, đưa vào ung bướu mổ 2 lần, nhưng mà bác sĩ chỉ là thí điểm cắt đi một ít một thôi chứ không dám cắt hết. Rồi anh đã có vợ chưa? Dạ con có vợ rồi. Anh đó có mới lấy vợ đầu năm, là lấy người đồng bào, là cô ấy khỏe lắm, 70 cân, có một đứa con riêng, mà cô ấy cũng khỏe làm, mà cô ấy cũng thương chồng cho con. Anh ấy chưa có đứa con riêng của anh ấy với cô ấy. Cái cô ấy là năm nay 27 tuổi, là hơn Tuấn 2 tuổi, và có đứa con riêng 5 tuổi. Và bây giờ hai vợ chồng đó đã có đứa con của hai vợ chồng đó nào chưa? Là chưa, mới cưới từ hồi tháng Giêng giờ chưa thấy gì, vì còn của nhà nghèo đang làm kinh tế. Dạ. Vâng, thì chị em lúc nãy có anh ấy ngồi đây, anh ấy mới đi ra ngoài, và khuôn mặt của anh ấy thì cũng không hơn gì bố bao nhiêu, ấy vậy mà vẫn lấy được vợ, và người vợ ấy là 70 cân và có một đứa con riêng của đời trước, và bây giờ cần lấy chồng. Chúng ta thấy tình yêu vượt qua hết tất cả mọi ranh giới, mọi cái giới hạn của phận người. Và trước mặt chúng ta đây là một người mà bây giờ chính bác sĩ cũng bảo rằng chỉ có Chúa chữa thôi, chứ chúng tôi đã hết cách rồi, và bao nhiêu cái phương tiện khác cũng không thể làm gì được. Gặp anh thì tôi nhớ đến hình ảnh mà Đức Giáo Hoàng lúc mà ngày thứ tư tiếp kiến những người giáo dân đến thăm, thì có một hình ảnh là Đức Giáo Hoàng cũng gặp một người đàn ông cũng bị dị dạng giống như anh, và Đức Giáo Hoàng đã gọi anh ấy lên, và Đức Giáo Hoàng đứng chụp hình chung với người anh em đó, và Đức Giáo Hoàng đã ôm anh ấy, và Đức Giáo Hoàng nói rằng đây là người anh em của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi cũng lặp lại lời của Đức Giáo Hoàng Francisco, với lời và cử chỉ của chính Đức Giáo Hoàng Francisco, xin nói với anh chị em rằng đây là người anh em của chúng ta, mặc dù anh ấy không phải là người Công giáo, chưa phải là người Công giáo, nhưng anh ấy vừa mới tuyên xưng với chúng ta rằng con tin chỉ có Chúa mà thôi. Xin Chúa chúc lành cho anh, và chúng tôi cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho anh để một ngày nào đó chính cái lời bác sĩ lại là lời trở thành hiện thực, chỉ có Chúa cứu chữa anh mà thôi. Chúng tôi, các bác sĩ đã bó tay rồi. Cảm ơn con cha. Thế con còn một cái ơn này là con tin ở Chúa này. Một lần con về Bắc con chơi, thế là con ngủ ở nhà em trai con ấy, em trai con nó đi đảo với vợ con đảo đấy. Thì đêm con ngủ là hồi con còn thánh giá, con hay đeo thánh giá. Thế là hôm con ngủ con lại cởi ra con để đầu giường. Thế đêm con ngủ thì ma nó về nó đè cổ, không kêu được. Thế con nghe lần cầm thánh giá con nghe lạy Chúa Giêsu ma. Thế là đầu nó chạy đổ cửa luôn. Nó chạy đổ cửa. Nhưng mà may cái anh Hợp ở bên cạnh, anh Kết Nghĩa con, anh trai anh bảo là con kể anh nghe hôm qua em ngủ mà ma về đè. Thế anh ngủ thế thì chẳng hạt Chú để đâu bụi, em tháo em để đầu giường, anh ngủ thế không tách được. Em ngồi xuống đứng lên chén người ta. Trang cho con nghe thánh giá về con đeo đi. Thánh giá con đi mua ở đường Hoàng Bổ không có nhậu, nó nhậu là con không mua không đeo. Rồi bây giờ anh chấp nhận bỏ cái sừng này đi được không? Cái răng nanh của này đi được không? Dạ. Vì anh lựa chọn nha, bỏ ra. Rồi, bỏ ra. Đó, cất đi. Tôi sẽ tặng cho anh một sừng chuối mới đẹp gửi tặng cho anh. Và đây là cho trong một cái vảnh lòng chú thương xót mới đẹp gửi tặng cho anh ấy. Đây là máy vảnh. Vâng, mà nhỏ lắm. À, chết rồi, phải cho ai cái to. Vô phòng cho có cái nào to hay không vừa. Dạ, con mua cái này nó cũng vừa đấy, con bỏ đi đổi, nhưng mà thôi bỏ đây cầm về cho cháu ngoại đeo. Bé lắm. À, không có chàng chuối nào đeo vừa cổ anh, bây giờ trong nhà thờ mình ai có chàng chuối nào to đeo vừa cổ của anh ấy để. Vâng, đây có một bà ấy đeo ngứa ra đeo cho anh, hy vọng là cái chuối này vừa, chứ cái chị nhỏ lắm, đây. Cầu xin Chúa cho nó vừa cổ đầu của anh, đây là ngoại phổ. Dạ, dạ.
Rồi đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa tôi gửi tặng cho anh nhé. Đây anh đem về nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và tay anh đeo không biết không được. Tôi đã đem đưa tay cho tôi đeo thử gấp ra gấp được. Rồi hallelujah. Rồi. Thì con nhờ Chúa, nhờ cha, nhờ cộng đoàn là cầu nguyện cho con khỏi bệnh tan hết từ đầu đi để con còn cắt tóc và cởi trần. Chứ con không dám cởi trần mà không dám cắt tóc. Ở trong hóa đường này chắc có một vài người là biết về gia đình nhà con rồi đấy. Nhà con là về mở mạng chuyện lạ Việt Nam. Đang có con người mang hình hài của quỷ ở trên mạng là chuyện lạ Việt Nam, là cứ mở là thấy ba con anh Lưu Tê ở Buôn Tô 1, xã Mông Chiết, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Vâng, thưa anh em, cái tựa đề chuyện lạ Việt Nam thì tôi đồng ý. Nhưng mà tựa đề là ba bố con mang mặt của quỷ thì tôi hoàn toàn không chấp nhận. Vì không thể nào nói rằng người anh em của chúng ta là quỷ được. Mặc dù bộ mặt có khác, nhưng mà thử hỏi biết bao nhiêu người mang bộ mặt rất đẹp, rất hào hoa, rất phong nhã, rất là gọi là nghiêng thành nghiêng nước, nhưng cái lòng của họ, cái trái tim của họ, cái tâm hồn của họ, Chúa bảo là chỉ là mồ mả tô vôi, còn bên trong thì thối hoắc. Thưa anh chị em, không thể nào nói rằng là đây là ba bố con mang bộ mặt của quỷ được, mà đây là ba bố con của lòng thương xót. Đây, cái chuyện nó còn lạ hơn, chuyện lạ Việt Nam đó không lạ bằng chuyện của những người con cái lòng thương xót Chúa, những người mà chưa biết Chúa. Hôm nay, người anh em ấy đứng trước mặt chúng ta và nói với chúng ta rằng anh ấy đã tin vào Chúa. Và bác sĩ chữa trị cho anh ấy cũng phải thú nhận rằng anh hãy cầu nguyện đi, chỉ có Chúa chứ anh chúng tôi không làm gì được. Đó mới là chuyện lạ, chứng tỏ rằng con người ta không còn dám cao ngạo nữa, con người ta không còn dám hãnh diện rằng bàn tay ta làm nên được hết mọi chuyện nữa. Và chúng ta thấy rõ ràng đây là hình hài của người anh em của chúng ta, là con cái của lòng thương xót Chúa, không phải là bộ mặt của quỷ. Bộ mặt của quỷ là bộ mặt nó rất đẹp, bộ mặt của quỷ là bộ mặt nó đầy quyền thế, vinh quang, danh dự của thế gian trao tặng cho nó. Nhưng lòng của nó sâu độc, lòng của nó gian ác, lòng của nó gian tham, lòng của nó đầy nghi kỵ, lòng của nó đầy ghen ghét. Đó mới là bộ mặt của quỷ. Xin Chúa chúc lành cho anh.